Alo anh em, hôm nay mình quay cho anh em xem chứng minh bồi thường một đó. Là hôm nay mình tiến hành thả lực của nha anh em. Đó, trước đây lông là bắt đầu mình thả lực được rồi nha anh em. Anh em xem nước lông bồi thường một không? Đó. Ôm sắp rạc, bò cứng ngắc con chim luôn. Đó. Trong cái thời gian vừa rồi có một số anh em hỏi mình đó là cái dòng sản phẩm tăng lực bên mình đó là khi thay lông có cần bổ sung thêm các loại chất dinh dưỡng khác hay không, hoặc là có cho thêm uống thêm các loại nước gì đồ bổ sung thêm hay không. Thì mình cũng xin chia sẻ thật với anh em là cái dòng tăng lực bên mình đó là khi đã ra sản phẩm là đầy đủ các chất dinh dưỡng rồi anh em, nên là khi chú chim thay lông hoặc chú chim thi đấu không cần bổ sung thêm bất cứ một cái loại gì phụ bên ngoài nữa, và đặc biệt là những cái nước uống đồ cũng vậy, không cần thiết anh em. Mình chia sẻ thật lòng với anh em luôn là chỉ dùng cám, trái cây và nước thôi anh em, mình không bao giờ dùng bất cứ một cái dòng thuốc gì để kích cho con chim từ xưa tới giờ hết anh em nghe. Đó, anh em nhìn thấy bội thần một là một con chim mà linh hồn của bộ ba này, anh Linh đã nuôi con chim này là 4 năm rồi, lấy về 59 chiếc xe máy y giải lớn nhỏ gì đều có hết, mà đa số là chú chim này toàn bộ đi tỉnh không anh em, đi cả ngàn cây số, đi từ Đà Nẵng vô tới miền Nam cũng trùng lồng giải ô tô rồi anh em, đi ra tới ngoài miền Bắc cũng trùng lồng giải ô tô rồi. Nó là một chú chim đi tỉnh rất là kinh điển của bộ ba luôn anh em. Đó, anh em nhìn thấy mức độ ổn định của chú chim trong vòng 4 năm qua, là anh em hiểu 4 năm qua chú chim này lấy về 59 chiếc xe máy lớn nhỏ. Đó, mặc dù chưa có duyên với ô tô anh em, nhưng đây là linh hồn của bộ ba này anh em này. Đó, là nói thiệt sự với anh em luôn, mình chia sẻ với anh em luôn là không dùng bất cứ một dòng thuốc hoặc nước hoặc bất cứ một cái sản phẩm gì để kích cho con chim hết anh em. Nó thiệt sự luôn, chỉ dùng sản phẩm tăng lực và nước trắng thôi anh em, không bao giờ dùng xưa đến giờ. Đó, là mình chia sẻ với anh em như vậy nha, tại vì một số anh em cứ hỏi mình là có cần bổ sung cái gì không. Nói thật sự với anh em là mình không bổ sung nha, còn anh em bổ sung thì sau này con chim nó bị sự cố gì đó thì anh em chịu trách nhiệm cho cái đó, là mình không không biết và không bị trả lời nói sao cho anh em hiểu luôn. Đó, còn cách thức nuôi ở bên cái dòng sản phẩm của mình chỉ như vậy thôi. Đó, anh em nhìn thấy không, chim nó bo luôn, cũng ngắt luôn đó, mình thả lực rồi đó. Đó, hiện tại bây giờ là bội thần một là mình thả lông lực 70. Bây giờ chế độ là mình bắt đầu mình nuôi vô lửa, là mình tăng cường cà rốt với lại đu đủ, u tuần một lần, chủ yếu cà rốt hấp, chuối, cào cào thì mình vẫn sử dụng. Chế độ mồi tanh là 10 con trong vòng 2 ngày. Đó, và trong cái giai đoạn này là bắt đầu chim bắt đầu sục sạo lên lửa rồi, nên là giai đoạn này là mình hay tách ra, mình không để ở chỗ đông chim nữa, để cho con chim nó thực sự yên tĩnh nghỉ ngơi, đạt được cái thể trạng của nó một cách tốt nhất. Đó. Còn rất nhiều anh em hỏi mình là có cần bổ sung thêm các loại nước uống gì bên ngoài không, hoặc là có cùng tăng cường thêm những cái thuốc ở trên thị trường đồ không. Thực sự là với những cái dòng sản phẩm khác thì mình không biết, nhưng mà với dòng sản phẩm bộ ba của mình thì mình nói thật sự với em là đặc biệt không bao giờ sử dụng tất cả các loại thuốc gì hoặc những cái gì kích cho con chim. Đó, mình chỉ nuôi một cách tự nhiên vậy thôi, thì con chim của mình nó sẽ đạt được độ ổn định cao và nó sẽ chơi được rất là độ bền của nó, đạt ổn định là từ năm này qua năm kia, nhưng mình không bao giờ dùng sản phẩm kích nha anh em. Đó, là mình trả lời với một số anh em ở trong cái clip này luôn, mình chỉ hướng dẫn những anh em sử dụng dòng sản phẩm tăng lực bên mình hoặc những dòng sản phẩm cám 70 bên mình thôi, còn những dòng sản phẩm khác thì mình không biết. Nói thực sự là anh em cũng có hỏi mình nhưng mình không biết anh em. Đó, những cái gì mình biết về dòng sản phẩm của mình là mình sẽ chia sẻ lại hết cho anh em. Đó, anh em chiêm ngưỡng chú chim mới 70% lông là bộ thần một anh em. Đó, quá ok đúng không anh em. Đó,